Xe 2 thì Yamaha ZR120 hàng hiếm tại Việt Nam, huyền thoại một thời có giá bán 150 triệu đồng. ZR120 là mẫu xe 2 thì thuộc diện hàng hiếm tại Việt Nam. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đang được một đại lý tư nhân giao bán với giá 150 triệu. Xe mang kiểu dáng Hyper Underbone tương tự như một số dòng xe ngày nay như Suzuki Raider hay Honda Sonic. Hyper Underbone là dòng xe có tay lái thấp, khi đông trần, tư thế ngồi hơi chồm về phía trước. Nhưng gác chân vẫn là Underbone, loại xe này rất được lòng giới mê tốc độ đường phố. Yamaha ZR120 ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan vào năm 1989. Điểm đáng nói nhất trên chiếc xe này là khung sườn nhôm Delta Box, tương tự với nhiều dòng phân khối lớn của hãng, khiến ZR120 là mẫu xe không có đối thủ thời bấy giờ. ZR120 sử dụng động cơ xi lanh đơn, 2 kỳ, dung tích 119 cm3, cho công suất 19,2 mã lực tại 8.500 VPS và moment xoắn 14,1 Nm tại 8.000 VPS, sức mạnh truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Cỗ máy này được đánh giá cao khi chiếc Yamaha 125ZR chỉ có thể đạt công suất tối đa 17 mã lực tại 8.000 vòng 1 phút. Sức mạnh của Yamaha R120 ngang ngửa với một số dòng phân khối lớn 150 phân khối, 4 kỳ trên thị trường hiện nay. Xe có phần ống xả kính to đặc trưng của dòng xe 2 kỳ, dù đã nhiều năm tuổi. Nhưng vẻ đẹp của chiếc xe không hề mất đi. Cụm đồng hồ gồm 3 đồng hồ analog và đèn báo hiệu. Xe trang bị vành cam, phanh đĩa đơn bánh trước và phanh tang chống phía sau. Một số chi tiết trên chiếc xe đã được độ lại. Xe 2 kỳ là loại xe ưa giai đoạn cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 tại Việt Nam. Nhưng sau này, cơ quan đăng kiểm nâng cấp tiêu chuẩn khí thải, độ ồn, thì xe 2 kỳ trở thành hàng hiếm tại Việt Nam. Ngày nay, giá cho một chiếc xe 2 kỳ riêng không dưới 100 triệu đồng. Những người đam mê dòng xe này nhưng không đủ điều kiện thường mua những chiếc dựng lại. Bởi xe 2 kỳ có một số đặc trưng mà xe máy phổ thông ngày nay không có, như độ bốc tiếng ống xả giòn tan và mùi xăng thơm. Yamaha ZR120 sản xuất từ năm 1989 đến 1995. Vâng, và video lần này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Các anh em cũng đừng quên để lại một like, một comment góp ý, và hơn hết là ấn nút subscribe kênh và bật thông báo để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau.